Cô chào tất cả các bạn học sinh lớp 1. Cô rất vui được đồng hành cùng các bạn trong tiết học toán ngày hôm nay. Trước khi bước vào bài học hôm nay, cô trò mình cùng khởi động được không nào? À, bây giờ cô mời các bạn xem một đoạn bài hát những sắc màu vui nhộn để xem bạn nhỏ trong bài thích màu nào nhé. Trời xanh lá. Chị nhường em khối xếp hình cho em chơi, chơi với chị. Được rồi, của em đây. Không phải, không phải, không thích đâu. Em không thích màu này, em không thích đâu. Hả? Đỏ, vàng, xanh, lá, da trời. Đây, đây em thích chi? Màu đỏ rất đẹp, màu em thích đây rồi. Màu đỏ rất đẹp, màu em thích đây rồi. Bạn nhỏ trong bài đã thích màu gì vậy các bạn? À, cô tin chắc rằng bạn nào cũng trả lời được là dạ thưa cô, bạn nhỏ thích màu đỏ ạ. Ở tiết học trước, các bạn đã nhận biết được số 8, viết được số 8. Ngoài ra, bạn biết đếm bằng cách bật ngón tay. Để tìm hiểu thêm về số 8, chúng ta cùng bước qua tiết 2. Các bạn cùng nhắc lại tên đề bài với cô nhé. Hôm nay chúng ta học bài số 8, tiết 2. Mời các bạn nhắc lại lần 1 nào. Các bạn nhắc lại lần 2. À, chúng ta nhắc lại lần cuối cùng nhé. Chúng ta cùng bước vào bài tập 1 nhé. Bài 1 yêu cầu chúng ta gì nào? À, bài 1 yêu cầu chúng ta nói các cách tách gộp số 8. Phần tách gộp đã được cô hướng dẫn kỹ ở các bài tập trước rồi. Giờ chúng ta cùng nhau thực hiện nha. Các bạn hãy quan sát trên màn hình và cho cô biết cô có bao nhiêu khối hình lập phương. À, đúng rồi, cô có 8 khối hình lập phương. Cô có bao nhiêu khối hình lập phương màu xanh? Bao nhiêu khối hình lập phương màu đỏ vậy các bạn? Các con trả lời tốt lắm. Cô có 7 khối hình lập phương màu xanh và 1 khối hình lập phương màu đỏ. Bây giờ các bạn hãy nói cho cô cách tách theo hình khối lập phương này đi nào. Đã hết thời gian rồi, chúng ta cùng nhau kiểm tra xem con nói giống cô không nhé. 8 gồm 7 và 1 hoặc 8 gồm 1 và 7. Vậy bạn nào nói được cách gộp không? Cùng cô kiểm tra xem mình có nói đúng không nhé. Gộp 7 và 1 được 8. Các bạn nhắc lại nào. Cô mời các bạn nhắc lại thêm một lần nữa. Bạn nào còn có cách gộp khác không? À, cô có cách gộp khác như sau. Gộp 1 và 7 được 8. Cô mời các bạn nhắc lại. Các bạn nhắc lại cho cô thêm một lần nữa nhé. Cô thấy các bạn đọc rất giỏi, cô khen các bạn. Hãy cùng cô quan sát tiếp hình lập phương tiếp theo nhé. Em hãy đếm xem có bao nhiêu khối hình lập phương màu xanh và bao nhiêu khối hình lập phương màu đỏ. À,
Cô nghe có bạn trả lời là: Dạ thưa cô, có 6 khối hình lập phương màu xanh và 2 khối hình lập phương màu đỏ ạ. Đúng rồi đó các bạn, có 6 khối hình lập phương màu xanh và 2 khối hình lập phương màu đỏ. Các bạn hãy nói cho cô cách tách nhé. Cô mời các bạn cùng theo dõi lên màn hình và xem có giống cách tách của cô không? 8 gồm 6 và 2. Hoặc có bạn nói: Cô ơi, 8 gồm 2 và 6 ạ. Hai cách trên đều đúng đó các bạn. Vậy bây giờ các bạn nói cách gộp đi nào. Gộp 6 và 2 được 8. Có bạn sẽ nói là gộp 2 và 6 được 8, đều được đó các bạn. Bây giờ chúng ta cùng tìm hiểu cách tách gộp tiếp của số 8 nhé. Các bạn cùng quan sát lên màn hình và nói sơ đồ tách gộp sau. Thời gian suy nghĩ của các bạn là 1 phút. Đã hết thời gian rồi. Các bạn cùng quan sát và đối chiếu với cô nào. Cô có sơ đồ tách như sau: 8 gồm 5 và 3, hoặc 8 gồm 3 và 5. Sơ đồ gộp của cô là: gộp 5 và 3 được 8, hoặc gộp 3 và 5 được 8. Tiếp tục, cô có khối lập phương tiếp theo. Bạn nào cũng có thể nói được cách tách và gộp đúng không nào? Cô có cách tách như sau: 8 gồm 4 và 4. Cách gộp của cô là gộp 4 và 4 được 8. Chúng ta cùng đọc lại sơ đồ nhé. 8 gồm 7 và 1. 8 gồm 6 và 2. 8 gồm 5 và 3. 8 gồm 4 và 4. Chúng ta cùng đọc lại sơ đồ gộp nào. Gộp 7 và 1 được 8. Gộp 6 và 2 được 8. Gộp 5 và 3 được 8. Gộp 4 và 4 được 8. Các bạn đã thực hiện cách tách và gộp số rất giỏi. Cô khen tất cả các bạn. Chúng ta qua bài tập số 2, xem bài tập số 2 yêu cầu chúng ta làm gì nhé. Bài 2 yêu cầu chúng ta điền dấu. Cô mời các bạn nhắc lại. Các bạn cùng quan sát lên màn hình và suy nghĩ cho cô trong thời gian là 1 phút để chúng ta điền những dấu thích hợp vào dấu chấm hỏi. Đã hết thời gian rồi. Chúng ta cùng kiểm tra kết quả với cô nào. 8 lớn hơn 5. 4 bé hơn 7. 6 bằng 6. Các bạn làm có giống cô không nè? Các bạn rất là giỏi. Cô khen các bạn nào đã làm tốt, còn những bạn nào chưa đúng thì mình cố gắng lần sau nha. Bây giờ chúng ta cùng nhau tham quan khu vườn nhà cô nhé. Trong khu vườn nhà cô có rất là nhiều con vật như là con vịt, con bò, con kiến và con nhện. Các bạn hãy đoán xem các con vật trong khu vườn nhà cô có bao nhiêu chân qua bài tập số 3 nhé. Các bạn hãy đoán xem con vịt có bao nhiêu chân? Cô nghe có bạn trả lời là
Dạ thưa cô, con vịt có hai chân ạ. À, giỏi lắm, con vịt có hai chân đó các bạn. Cô viết số 2. Các bạn đã thấy con bò bao giờ chưa? Các bạn thấy rồi thì cho cô biết con bò có mấy chân nào. À, đúng rồi, con bò có 4 chân. Cô viết số 4. Thế con kiến có mấy chân vậy ta? Các bạn cùng đếm với cô nhé. 1 2 3 4 5 6 À, vậy là con kiến có 6 chân đó các bạn. Cô viết số 6. Con cuối cùng là con gì vậy các bạn? Đúng rồi, đây là con nhện. Vậy con nhện có bao nhiêu chân? Các bạn đếm đi nào. Giỏi lắm, con nhện có 8 chân. Cô viết số 8. Chúng ta có dãy số 2, 4, 6, 8. Các bạn nhìn xem, dãy số này là dãy số nào vậy các bạn? À, đúng rồi, 2, 4, 6, 8 là dãy số chẵn. Vậy cô đố các bạn, những con vật này có tác dụng gì? Các con cùng theo dõi xem có giống câu trả lời với cô không nhé. Các bạn biết không, con vịt, con bò là những con vật có lợi. Chúng cung cấp trứng, chất đạm cho cơ thể chúng ta, nên chúng ta phải biết chăm sóc và cho chúng ăn. Con kiến có tính đoàn kết và sống theo đàn. Kiến cắn làm cho chúng ta bị đau đó. Con nhện, nhện răng tơ để diệt côn trùng có hại như muỗi, ruồi. Ở các bài tập trên, cô thấy các bạn làm rất là nhanh và chính xác. Cô có lời khen đối với các bạn. Bây giờ chúng ta cùng sang hoạt động ở nhà. Cô có nhiệm vụ giao cho các bạn đây. Ở nhà, các bạn tập nói lại cách tách gộp số 6, số 7, số 8. Cô có ví dụ sau. Đây là sơ đồ tách gộp của số 8. Sơ đồ tách của số 8 là 8 gồm 7 và 1. Còn sơ đồ gộp là gộp 7 và 1 được 8. Tương tự, các con về nhà nói cho ba mẹ, anh chị nghe để nhớ cách tách gộp một số nhé. Bài học của chúng ta đến đây là hết rồi. Cô chúc các bạn chăm ngoan, học giỏi. Cô chào các bạn.